Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng đến với cái khu vực đó là khu vực thung lũng nha anh em. Thì đây nó là cái khu vực mà có rất là nhiều những cái hộp công cụ nha mọi người. Với cái hộp công cụ này thì anh em có thể là biết trước được cái vị trí của vòng boy tiếp theo, cũng như là anh em là có thể là biết trước được cái vị trí thính nha anh em. Đấy là cái tác dụng của hộp công cụ. Và thung lũng này thì ngày hôm nay mình sẽ kiếm được cho anh em 5 cái vị trí hộp công cụ ở thung lũng nha mọi người. Đây anh em ơi, đầu trận thì chúng ta hãy cứ lượn lờ và lút đồ cái đã. Đấy anh em ơi, thung lũng trận này thì có vẻ như là hơi bị vắng người, bởi vì là từ đầu trận đến giờ thì kẹo chưa có thể ai đâu anh em ơi. Ok, lượm thêm được một khẩu SKS nha các bạn ơi. Đâm ra thì không khí nó lại yên bình quá cơ anh em ơi. Đó, để coi nào mọi người. Đây nó chính là một cái hộp công cụ đầu tiên nha mọi người. Ok, và anh em đã nhìn thấy được là đây nó sẽ là cái vòng bo tiếp theo, được ký hiệu bởi một cái vòng tròn màu xanh lá cây nha các bạn ơi. Anh em thấy hay không ạ? Và ở cái khu vực thung lũng này thì nó còn 4 vị trí nữa cơ. Đấy, như này thì mình nghĩ là thung lũng nó sẽ là cái khu vực mà nhiều cái hộp công cụ nhất anh em ơi. Ok, có mình này anh em. Đây, và kẹo vừa đổi qua cái khẩu súng AK nha mọi người. Có mua một khẩu súng AK cộng với một khẩu súng MP5 là quá chuẩn luôn. Thế thì mình sẽ vứt cái khẩu SKS đi, được chưa các bạn ơi? Cơ bản thì kẹo hay chơi theo kiểu là tranh thủ, vừa chạy lại vừa giải mìn anh em ạ. Ok, và để coi trên này thì chúng ta sẽ có được những cái trang bị gì ngon không nhỉ anh em. Vừa đổi qua cái UMP để tăng cái khả năng headshot thôi anh em ơi. Bởi vì là cái độ giật của UMP nó khá là cao, nên là anh em bắn rất là dễ headshot nếu như mà anh em bắn ở cái phạm vi gần, cũng như là lượng sát thương từ UMP nó sẽ lớn hơn MP5 nha. Và đây, nó sẽ là cái hộp công cụ thứ hai nha các bạn ơi. Ok, đây thì nó sẽ hiển thị cho anh em cái vị trí của vòng boy tiếp theo, cũng như là vị trí của thính nha mọi người. Anh em có thể là tìm đường đến thính một cách dễ dàng hơn. Đây các bạn ơi, mà không hiểu sao thì khu này ngày hôm nay nó lại vắng quá nhỉ anh em. Có lẽ như là tất cả bản đồ tạo điều kiện cho Sĩ Kẹo gọi là trải nghiệm cho anh em xem. Đấy, tức là hướng dẫn anh em tìm được 5 cái vị trí của cái hộp công cụ mới, một cái trang bị mới được xuất hiện trong Free Fire. Đây, ở căn nhà này sẽ là cái vị trí của hộp công cụ thứ ba nha anh em. Đấy, thì mình kể ở đây để cho anh em là có thể là nếu mà anh em phát hiện ra vòng bo gần thứ lại, anh em là có thể là đến lại gần những cái hộp công cụ này và anh em sẽ biết được cái vị trí của vòng bo tiếp theo. Đấy, rất là thích hợp cho những anh em mà hay chơi ẩn nấp, thì với cái lối chơi này anh em sẽ sống dai hơn bao giờ hết nha các bạn ơi. Đấy là cái điều mà kẹo cảm thấy nó vô cùng là thú vị của phiên bản OB15. Ok, vậy còn là 2 hộp công cụ nữa đâu, thì anh em hãy cứ đón xem nha anh em. Thì kẹo sẽ giúp anh em tìm được 2 hộp công cụ ở trong vị trí thung lũng nữa nha. Đấy, một cái khu mà có tận 5 hộp công cụ như này thì nó chắc chắn là một cái khu mà có nhiều hộp công cụ nhất trong Free Fire rồi anh em ơi. Ok mọi người, mình sẽ qua cái phía này. Và anh em để coi nào. còn lại đó là 25 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này, mà kẹo thì lại chưa phải tốn một chút sức lực nào anh em ơi. Đấy, máu của mình vẫn còn đầy, đó là 200 trên 200 này anh em. Nói sơ qua với anh em luôn về cái cập nhật của phiên bản OB15. Đó là hiện tại thì những cái khu vực mà nối liền với cái cổng trời đã được thêm cho anh em rất là nhiều những cái cáp treo nha anh em. Tức là anh em có thể là di chuyển nhanh hơn. Và đây nó là hộp công cụ thứ 4. Ok, và nó tiếp tục hiển thị cho anh em được cái vòng bo tiếp theo nha mọi người. Đây, mình sẽ lên phía trên cái đá. Ok, phía này các bạn sẽ có gì nhỉ? Có thêm túi cứu thương. Đây, mình tranh thủ này, gài mìn này anh em ơi. Ok, như vậy là đã xong rồi nha anh em ơi. Đây, thì kẹo sẽ ra tạm phía ngoài cái đá các bạn ơi. Wow, chưa thấy em ngoài này cả. Ngoài này nó vẫn đang rất là vắng nha các bạn ơi. Ok, 23 người trận nữa hả? Còn về cái hộp công cụ thứ 5 thì nó lại nằm ở trên phía đồi bên kia một xíu cơ anh em ơi. Thế là kẹo sẽ đu các treo lên phía trên này nhá mọi người nhá, để tìm ra được vị trí của hộp công cụ thứ 5. Đây, hộp công cụ thứ 5 nó ở ngay trên này thôi anh em ơi. Thế nào, chạy xe máy với hả em ơi.
Ui nó chặn nhanh quá anh em ơi, nên là kiểu này kẹo sẽ chịu thua thôi. Kệ nó thôi anh em ơi. Và vị trí của những cái hộp công cụ này sẽ là vị trí cố định nha anh em. Tức là anh em là có thể là ở trận nào anh em đến đây cũng được nhá. Ok. Như vậy là còn lại có 23 người chơi. Bây giờ là còn lại 22 người chơi này anh em ơi. Lại có thêm mìn và mình sẽ tranh thủ mình gài mìn thôi các bạn ơi. Ok. Hôm nay công nhận là kẹo chăm chỉ gài mìn nhỉ anh em. Tí nữa nếu mà có khi nào là mình tự giẫm phải mìn của mình không nhỉ. Hoặc là chắc là nếu mà bị ăn mấy cái mìn của những người khác gài chắc là cay lắm anh em ơi. Đây, mình sẽ chạy qua cái phía 195 nha anh em. Wow. Thôi kệ đi anh em ơi. Bởi vì là đây, ngoài này nó là một chiếc xe Monster Truck nha các bạn ơi. Tôi tưởng là thính thì chắc là mình sẽ chậm tận lượm đâu. Còn xe thì ok, lấy xe chạy luôn cũng được mà ngại gì đâu hả các bạn ơi. Kẹo thì ngại gì đâu, lên xe nào anh em ơi. Let's go. Và cái vòng bo tiếp theo thì nó sẽ thu tại khu vực đó là tháp đồng hồ nha mọi người. Đó, trời ơi. Biết chơi để vị trí vòng bo như này mình cảm giác là khá là dễ dàng nhá. Tức là anh em có thể là chạy vòng bo trước mà không ngại gọi là bo nó cắn máu cực kỳ là đau nhá. À, có một cái tiếng xe nó khá là gần này. Để coi là cái xe đấy nó ở đâu anh em ơi. Wow, đậu xanh. Chỗ nào vậy ta anh em? À, bên dưới này có một khẩu Scar này, nên là kẹo sẽ nhảy xuống xe và đổi lấy Scar nhỉ anh em. Ok. Có được Scar này mọi người ơi, quá là ổn luôn. Rồi, và kẹo thì vừa để ý đó là lượm thêm được cái băng đạn tiểu liên nha anh em. Tôi nhớ là bên này có người cơ mà. Để con nào anh em ơi. Ủa, vẫn chưa thấy mọi người ơi. Cái đậu xanh. Mình sẽ chạy qua phía này một xíu cơ nào. À kia rồi. Kia rồi, tưởng là chú ở đâu cơ. Chỗ này thì anh thấy chú xanh mộ nhem nhá. Ui, anh em đón xem nào. Thực là có mạng đầu tiên dành cho chú kẹo nha. Ok, một mạng đầu tiên. Mạng đầu tiên thì nó luôn là một cái mạng mà hết sức là dễ dàng anh em ơi. Nào ok. Thì kẹo sẽ kiểm tra coi. Kẹo nhớ là chỗ này. Đấy đấy, đang còn một đứa nữa cơ mà. Thế là chạy xuống thử cái nào anh em. Wow, đậu xanh chưa thấy nó đâu anh em ạ. Ơ cái what the hell. Thằng nào đang lút xác kia vậy. What the hell, lút xác hả em và ăn headshot luôn nhé em. Trời ơi thanh niên. Ok mọi người. Như vậy thì kẹo đã có được 2 kill ở trong cái ván đấu này rồi nhá. Các bạn là mình sẽ chạy xuống phía dưới này và mình sẽ lượm thêm từ cứu thương nha anh em. Đó từ từ đấy. Nạp đạn đàng hoàng cái đã mọi người ơi. Ok. Và đã có cho mình được luôn một khẩu súng tiểu liên M70. Như này thì quá ổn rồi nha em ạ. Ok, và mình sẽ lượm thêm tục thương này. Let's go nha em ơi. Phía trên đang có người này. Thế là bây giờ thì kẹo sẽ chạy lên phía trên luôn nha anh em. Đây, let's go. Anh chạy lên luôn, anh lại ngại chú quá cơ đây. Đây các bạn ơi. Nào để xem. Để xem nào em ơi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, làm gì ở đây với hả em. Làm gì ở đây với hả em. Ok, đã xong nhá. Đã có được mạng thứ ba này. Cái bắt tở heo, trời ơi tên nào gài mìn vào cả đây vậy. Chán quá nhỉ anh em. Như vậy là kẹo đã bị đai rồi các bạn ơi, buồn ghê ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.